Hello anh em và xin chào anh em quay trở lại với kênh của Rise Kingdom Việt Nam nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị tướng mới hệ đồn trú ở trong tựa game Rise Kingdom với cái tên là Heraclius nha anh em. Làm thế nào các bạn có thể sở hữu được vị tướng này, chi tiết bộ skill ra sao, cũng như là một cái tương tác rất là thú vị giữa cái hệ thống lá chắn hùng mạnh và cái lá chắn cơ bản hiện tại đang có ở trong game nha anh em. Một chút thông tin về Heraclius thì đây là vị hoàng đế Byzantine đầu tiên của triều đại Heraclius vào năm 608 cùng với cha, lúc đó là thống đốc châu Phi. Ông đã nổi dậy chống lại hỗn quân ở Phocas. Năm 610 ông đánh thắng Phocas và lên ngôi hoàng đế. Như vậy đây là một vị tướng có cùng quốc gia Byzantium với một số vị tướng khác, tiêu biểu có thể nói là quốc tướng hệ mọc mỏ của chúng ta, Belisarius đúng không anh em? Đó, có kiểu tên là đuôi ớt ấy, có lẽ là cùng tới từ nền văn minh Byzantium. Nói vui thế thôi, Heraclius thì các bạn sẽ có ở ba cái nhánh tài năng, đó là lãnh đạo, đồn trú và phòng thủ nha. Như vậy chúng ta đã có thêm một vị tướng lãnh đạo mới và khả năng cao nó cũng sẽ mạnh đấy. Chúng ta đã có rất là nhiều vị tướng lãnh đạo mạnh rồi. Chúng ta có Võ Tắc Thiên, một vị tướng dép rất là tốt ở đoạn KVK3. Chúng ta có Theodora, vẫn là một vị tướng dép nhà rất là tốt. Và Jisung Shin, một vị tướng cũng cũ rồi nhưng mà hiện tại các bạn vẫn thấy ở rất là nhiều mặt trận. Đó, tướng lãnh đạo trong game này hiện tại mình thấy là cái vai trò đồn trú khá là ngon anh em ạ. Với bản tài năng phòng thủ đồn trú thì đây sẽ là một vị tướng khá là trâu đấy. Tuy nhiên thì là tướng lãnh đạo nên là nếu mà cho Heraclius đi chính thì thường người ta sẽ không có đồ cam, có tà lần cho vị tướng này, thì đây mình cũng có thể coi là một cái bất lợi nha. Mình nghĩa thiên về cái ý là Heraclius sẽ làm tướng phụ hơn. Đến với chiêu 1 thì chúng ta có một chiêu gây sát thương hình vòng tròn 5 mục tiêu, và cứ mỗi mục tiêu thêm thì các bạn sẽ bị giảm đi 15% sát thương. Đó, về cách tính sát thương lan này mình đã có làm một video trên kênh Rise Kingdom Việt Nam rồi. Anh em mà tò mò về cái việc là giảm 15% sát thương ở đây thì khi bắn trúng 5 mục tiêu thì cụ thể là giảm bao nhiêu thì các bạn có thể xem lại video đó nhá. Và khi các bạn sử dụng kỹ năng thì các bạn cũng sẽ thưởng cho đội quân một cái lá chắn hùng mạnh trong 5 giây với cái hệ số là 1002 ở lá chắn và gây sát thương cũng là 1002 luôn. Như vậy đây là một chiêu sát thương không quá cao nhưng mà lá chắn thì mình thấy khá là ổn. Lá chắn 1002 sẽ bằng với lá chắn của CM, một vị tướng búp khiên cũng khá là tốt trong game. Ngoài ra thì cái việc mà các bạn búp lá chắn ấy mình đánh giá nó cũng sẽ tốt hơn là búp hồi máu. Bởi vì hồi máu các bạn sẽ bị thương nặng nhiều hơn, còn lá chắn thì các bạn sẽ không ăn sát thương thì các bạn sẽ nhận thương nặng ít hơn. Chiêu thứ hai chúng ta sẽ có một skill với tên là Themata giúp các bạn tăng tối đa là 30% chỉ số máu của đội quân. Đó, và khi các bạn đồn trú thì đòn tấn công thường của Heraclius sẽ có xác suất 30% tăng sát thương phản công lên 30%. Và khi mà các bạn dùng vị tướng này để thủ nhà ấy, thì các bạn được tăng tới 40% sát thương phản công trong 3 giây. Ở đây là một chiêu phân biệt khá là rạch ròi giữa cái việc các bạn thủ nhà và thủ pháo đài, thủ cờ đúng không anh em? Thì rõ ràng là nhà phát hành đã làm vị tướng này có thiên hướng là thủ nhà tốt hơn so với thủ pháo đài một chút. Chiêu 3 chúng ta có chiêu đó là tấm khiên Byzantium. Các bạn sẽ được tăng sát thương kỹ năng lên 20%. 20% không phải là một con số quá nhiều. Chúng ta có Di Song Di tăng tới 50%. 20% sát thương thưởng kỹ năng này nó tương tự với con tôn tử nha anh em. Và khi dùng kỹ năng hoạt động, tức là kỹ năng chủ động ấy, thì đội quân sẽ nhận một lá chắn hùng mạnh, hệ số ở đây là 400 khi mà bạn đồn trú ở trong pháo đài trong cờ, hoặc là 500 khi mà bạn đồn trú ở trong thành phố trong 3 giây. Anh em lưu ý đó là khi dùng kỹ năng hoạt động thì các bạn sẽ nhận được lá chắn. Tức là ví dụ các bạn đi kèm một vị tướng nào đó với Heraclius thì cái vị tướng đó ra chiêu ấy thì con này nó cũng nhận được khiên luôn nha. Tức là các bạn sẽ có hai lần nhận khiên. Ngoài ra một số vị tướng đặc biệt chúng ta có ở đây đó là Haran và con Doan P, thì đây đều là những vị tướng có khả năng ra chiêu chủ động nhiều lần. Với Doan P thì các bạn sẽ có hai lần ra chiêu chủ động nhờ với chiêu 4, và Haran các bạn cũng sẽ có hai lần ra chiêu chủ động nhờ vào chiêu 4 này, thậm chí là Haran còn có nhiều lần đấy, do Haran là tỷ lệ phần trăm. Như vậy ấy, nếu mà Haran và Doan P mà các bạn đi với Heraclius đấy thì các bạn sẽ nhận khiên gần như là liên tục nha. Đó, cứ ra chiêu là nhận khiên, nên là Heraclius sẽ là một vị tướng tương tác rất là tốt với những vị tướng mà được hưởng lợi từ hệ thống khiên cũng như là những cái minh văn mà hưởng lợi từ cái việc các bạn nhận khiên nhé anh em. Chiêu 4 chúng ta có tên là Basileus, các bạn sẽ được tăng tấn công và phòng thủ của đội quân lên 15% khi mà các bạn thủ trong thành trì hoặc thành phố. Có nghĩa là các bạn mang Heraclius đi đánh đồng thì cái chiêu này nó sẽ không có tác dụng, các bạn sẽ chỉ được cộng ở chiêu 2 là 30% máu thôi, chứ còn thủ và công là không được cộng. Ngoài ra thì khi các bạn bị tấn công nếu có khiên các bạn sẽ có 30% xác suất trực tiếp ở gây sát thương cho đội quân, hệ số tối đa là 1000. 1000 là một con số mình thấy là ổn, không quá cao. Chúng ta có thể so sánh với kiểu Alex, thì Alex các bạn có chiêu 2 thì gây sát thương trực tiếp ấy nó lên tới 1007 cơ. Tuy nhiên thì chiêu của Alex ấy, các bạn lại có xác suất thấp hơn, chỉ có 10% thôi và các bạn phải tấn công.
Còn cái chiêu của Heraclius ấy, đó là các bạn bị tấn công thì các bạn sẽ phản sát thương nha. Và tỷ lệ 30% thực ra khá là cao đấy, trung bình 3-4 phát là phản một lần. Nên là cái chiêu này nó có cái thời gian hồi ấy là 8 giây nha. Anh em không thể phản quá một lần mỗi 8 giây đâu. Ngoài ra một cái điều nữa của chiêu này, đó là nó không hề đề cập đến việc các bạn phải dùng Heraclius để đồn trú thì nó mới kích cái phản sát thương. Tức là sao? Tức là các bạn có thể mang vị tướng này đánh đầu mà nó vẫn được phản sát thương. Đây là một cái điều mình nghĩ là các bạn nên lưu ý nha. Mình vẫn nghĩ Heraclius là một vị tướng có tiềm năng để đánh đầu ổn nha anh em, không quá mạnh nhưng mình nghĩ là sẽ ổn để đánh đầu. Chiêu cuối cùng cờ hiệu đại bàng là chiêu chuyên môn của Heraclius. Đội quân của vị tướng này sẽ nhận ít hơn 10% sát thương từ đòn tấn công thường. Và nếu các bạn mang nhiều hơn 3 loại lính thì sát thương sẽ bị giảm đi 20% nữa. Và cái vế sau ấy là sát thương gánh chịu, có nghĩa là cả đánh thường và sát thương kỹ năng nha. Nhìn chung thì Heraclius các bạn thấy đấy là đây là một vị tướng rất là trâu luôn. Chiêu chuyên môn ở đây các bạn có thể giảm tới là 30% ở sát thương đòn tấn công thường nếu mà mang mic trúc, và 20% sát thương kỹ năng. Các bạn lại tiếp tục có một chiêu cộng tới là 30% máu tất cả loại quân, một chiêu phòng thủ cộng tới là 15% phòng thủ khi đồn trú này. Ngoài ra các bạn còn nhận được rất là nhiều khiên từ cái chiêu 1 và cái chiêu 3 của vị tướng này. Nên là Heraclius sẽ là một vị tướng cực kỳ trâu và chống sờ warm rất là tốt nha anh em. Kết hợp với cái bảng tài năng phòng thủ ấy thì đây khả năng cao sẽ là một vị tướng dép hot trong thời gian tới, thay thế cho Jisushin và Thidora. Về bộ chiêu của Heraclius đấy thì ở đây có một cái điều đáng để chúng ta bàn, đó là cái lá chắn hùng mạnh. Như thế nào thì là lá chắn hùng mạnh? Chúng ta hãy cùng nhìn qua một chút ví dụ Pascal, các bạn sẽ có rất là đơn giản luôn. Đó là sẽ tạo khiên nha anh em, không phải là lá chắn hùng mạnh. Chúng ta có CM cũng chỉ là tạo khiên thôi, chứ không phải là lá chắn hùng mạnh. Nó nhận một lớp khiên, không phải là lá chắn hùng mạnh. Như vậy thì lá chắn hùng mạnh là gì? Lá chắn hùng mạnh hiện tại ấy là một cái cơ chế mới của tựa game Rise Kingdom, cho phép chúng ta có thể trùng khiên nha anh em. Nói anh em lưu ý điều này. Ở đây mình sẽ ví dụ trường hợp các bạn sử dụng CM với Heraclius để anh em dễ hình dung nhé. Các bạn sẽ có CM, mình sẽ giả sử là CM đi chính và con Heraclius đi phụ. Thì CM sẽ búp khiên 1.200 trong 4 giây và Heraclius sẽ búp khiên là 1.200 trong 5 giây. Thì như vậy sau khi con CM ra chiêu ấy thì 2 giây sau con Heraclius sẽ ra chiêu. Thực tế mà nói thì hiệu số khiên ấy cũng sẽ không thể nào trụ nổi trong 2 giây đâu. Thường các bạn kích khiên một cái là nó sẽ mất trong turn đấy luôn, bởi vì sát thương về sau rất là cao. Đó, tuy nhiên khi mà cái khiên của con CM nó đang còn thì khiên của con Heraclius này nó sẽ chưa tính nha. Ví dụ CM còn 1.200 khiên thì CM phải mất cái khiên 1.200 đó thì mới đến lượt cái khiên của con Heraclius này nó được có tác dụng. Và cái thời gian ấy thì nó sẽ vẫn bị trừ. Ví dụ cái thời gian khiên của CM còn 2 giây, thời gian khiên của Heraclius còn 5 giây thì sau khi mà cái khiên của con CM nó hết, ví dụ sau 2 giây chẳng hạn, thì trong 3 giây tiếp theo thì cái khiên của con Heraclius này nó lại tiếp tục được kích hoạt nhá. Đó, còn nếu mà khiên của CM hết luôn thì ngay lập tức cái khiên của con Heraclius này nó sẽ kích hoạt luôn. Điều này có nghĩa rằng Heraclius các bạn sẽ gần như là được búp khiên liên tục. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình ấy thì thực tế cái lá chắn này nó không thể nào nó trụ quá một tơn đâu. Nên là anh em cũng không cần quá phải quan tâm về cái việc là các bạn có trùng khiên không hay khiên nó có cộng dồn không nhá anh em. Nó chỉ trừ khi các bạn đánh đồng, là đối phương đánh các bạn sau một cái xong các bạn chạy, đối phương không đánh được nữa thì cái khiên của bạn mới không mất thôi. Chứ còn đã đánh nhau là chắc chắn sẽ mất khiên, tại vì cái khiên nó không hấp thụ được bao nhiêu sát thương cả. Ok, và bây giờ mình sẽ đi qua một số vị tướng mà mình nghĩ rằng sẽ kết hợp với Heraclius rất tốt ở cái vị trí đồn trú và thậm chí cả đánh đồng nhá anh em. Và lựa chọn đầu tiên chắc chắn nó phải là Zenobia rồi, một vị tướng bộ binh đang quá trâu. Với cái chỉ số cộng thêm từ Heraclius kết hợp với lại hồi máu và búp khiên từ cặp tướng này thì mình nghĩ đây sẽ là cặp tướng đép rất là trâu và khả năng cao là sẽ hot trong thời gian tới. Kết hợp với chiêu 2 của Zenobia thì cặp tướng này sẽ khả năng giảm sát thương đòn tấn công thường rất là cao. Đó, Heraclius đã giảm tới là 30% sát thương đòn tấn công thường rồi thì con Zenobia này nó lại còn giảm thêm là 15% nữa, tổng cộng là lên tới là 45% sát thương đòn tấn công thường. Ngoài ra thì cặp tướng này có khả năng gây sát thương rất là tốt khi mà Zenobia sẽ có một chiêu 4 giúp các bạn có cơ hội gây thêm sát thương 600 trong 3 giây, như vậy là 1.800, rồi kết hợp với con Heraclius nữa cũng có khả năng gây sát thương 11.000. Đó, như cặp này rất là trâu em ạ. Đương nhiên nếu mà so sánh sức mạnh giữa Zenobia Flavius và Zenobia Heraclius ấy, mình vẫn nghĩ rằng Flavius Zenobia có một chút gì đấy mạnh hơn, do là các bạn có thể nhồi full bộ binh để tận dụng tối đa những cái chỉ số của cặp tướng này. Tuy nhiên nếu các bạn mà đép kiểu mix chup ấy, ba loại quân, thì chắc chắn Heraclius sẽ là một con tốt hơn. Chúng ta cũng tiếp tục có thể sử dụng Zanzika kết hợp với Heraclius.
Ở Heraclius sẽ có khả năng búp khiên giúp Zanjitka trâu hơn. Ngoài ra thì với chiêu 1 của mình thì Zanjitka đã có khả năng bắn vòng tròn khi mà còn dưới 50% máu rồi. Thì ở cặp tướng này khi mà còn thấp máu ấy, thì khi dép công trình ấy nó xả sát thương vòng tròn, có thể nói là bắn tùm lum luôn anh em. Khá là mạnh nha và cũng rất là hợp với meta hiện tại. Khi mà chúng ta có thể bị swarm rất là nhanh thì cặp tướng này có thể kiếm kill rất là tốt. Tiếp theo chúng ta có là Zatwiga. Từ ngày mà chúng ta có Zanjitka thì Zatwiga các bạn đã ít thấy vị tướng này đi chính để đép nhiều hơn. Tuy nhiên Zatwiga mình nghĩ là kết hợp với Heraclius cũng rất là ổn. Ở chiêu 1 thì các bạn có gây sát thương mình không nói nhá, mà cái điều mình muốn bàn tới ở đây con Zatwiga ấy, đó là vị tướng này sẽ có khả năng giảm sát thương nhận vào 10% trong 4 giây khi dùng kỹ năng chủ động kết hợp với chiêu chuyên môn của Heraclius thì nó rất là trâu luôn này. Chiêu 4 hồi nộ giúp cặp tướng này ra chiêu nhanh hơn, và chiêu 3 các bạn được giảm sát thương kỹ năng nhận vào đi 10%. Kết hợp với chiêu chuyên môn của Heraclius thì mình thấy đây một chiêu khá là lỗi. Các bạn sẽ được giảm là 30% ở sát thương đánh thường nhận vào và 30% sát thương kỹ năng nhận vào nếu các bạn dùng Zatwiga kết hợp với Heraclius. Ngoài ra thì mình nghĩ rằng Jisun Shin cũng là một lựa chọn tốt khi mà đây là một vị tướng đép bích trúc cũng rất là khỏe. Jisun Shin thì các bạn sẽ có khả năng búp khiên. Đó, Jisun Shin thì các bạn sẽ có khiên thường, như vậy các bạn có thể kết hợp với Heraclius để tận dụng cái hiệu ứng stack khiên tới từ cái khiên hùng mạnh. Còn về đánh đồng thì như mình đã nói rồi, đó là Heraclius các bạn sẽ có khả năng búp khiên liên tục, nên là những vị tướng mà được hưởng lợi từ búp khiên thì sẽ có thể kết hợp khá là tốt với Heraclius ở trên open field nha. Chúng ta sẽ có là Quan Vũ, khi mà Quan Vũ nhận được khiên từ Heraclius đấy thì các bạn sẽ được tăng sát thương kỹ năng. Nó đây sẽ là một cặp đôi mình nghĩ là khá là trâu, bởi vì con Heraclius có thể bổ sung khiên cho Quan Vũ liên tục này. Ngoài ra nó còn tăng chỉ số máu 30%, một cái chỉ số mà rất là cần thiết của Quan Vũ khi mà Quan Vũ, chiêu của Quan Vũ thì chỉ có cộng tấn công thôi. Tiếp theo đó chúng ta có vị tướng là Sargon Đại Đế. Hiện tại Sargon Đại Đế cũng đang được dùng khá là nhiều và thường chúng ta hay kết hợp kiểu SC với lại Sargon đúng không? Nhưng mà Sargon Đại Đế thì cái chiêu chuyên môn ấy các bạn có khiên thì khi các bạn bị tấn công ấy các bạn sẽ có khả năng cộng dồn hiệu ứng Đại Đế nó nhiều hơn, lên tới là 3 tầng nha. Thì Sargon kết hợp với Heraclius các bạn vừa trâu vừa có khiên lại vừa phản đam đi búp, lại còn có chiêu phản đam của Heraclius nữa. Thì mình nghĩ rằng Sargon và Heraclius cũng là một vị tướng đánh open field khá là ổn. Tổng kết lại về vị tướng mới Heraclius, mình cho rằng đây sẽ là một vị tướng đồn trú rất là mạnh và phổ biến trong thời gian tới. Các bạn có thể lấy vị tướng này ở sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất ở hệ tướng lãnh đạo ở mùa chinh phạt nhá. Nhìn chung ở trong dàn tướng lãnh đạo thì hiện tại chỉ có con Heraclius này là đáng lấy nhất ở trong BGM mà thôi. Nên là sắp tới các bạn sẽ thấy con tướng này xuất hiện khá là nhiều, nhưng mà chắc phải tầm 1-2 tháng để người ta có thời gian người ta triệu hồi và lấy thêm tượng ấy. Đây sẽ là một vị tướng trâu thích hợp để phòng thủ thành phố, công trình cũng như là đánh open field nếu bạn đang thiếu tướng để đánh đồng nha anh em. Và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những video hướng dẫn mới nhất về những vị tướng trong tựa game Rise Kingdom thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh cho kênh YouTube của Rise Kingdom Việt Nam. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Viết nên lịch sử của chính mình.